Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nếu tất cả pháp đều không phân biệt, vậy sao có sự khác nhau giữa năm đường sanh tử? Sao có sự khác nhau của dự lưu Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, Độc Giác, Bồ-Tát và Như Lai? Thiện Hiện trả lời: Vì hữu tình phiền não điên đảo mà tạo ra các nghiệp thuộc về thân khẩu ý, do đó nên chiêu cảm lấy quả báo. Dục là nghiệp căn bản tạo ra quả dị thục, rồi căn cứ vào đó mà có sự khác nhau giữa năm đường, trời, người, địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ. Lại hỏi: Sao lại có sự sai khác giữa các thánh vị như quả dự lưu vân vân? Này Xá Lợi Tử, vì không phân biệt nên có dự lưu và quả dự lưu. Vì không phân biệt nên có Nhất Lai và quả Nhất Lai. Vì không phân biệt nên có Bất Hoàn và quả Bất Hoàn. Vì không phân biệt nên có A-La-Hán và quả A-La-Hán. Vì không phân biệt nên có Độc Giác và quả Độc Giác. Vì không phân biệt nên có Đại Bồ Tát và hạnh của Đại Bồ Tát. Vì không phân biệt nên có Như Lai ưu chánh đẳng giác và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Này Xá Lợi Tử, quá khứ Như Lai ưu chánh đẳng giác do không phân biệt đoạn trừ phân biệt nên đưa ra có. Vị lai Như Lai ưu chánh đẳng giác do không phân biệt đoạn trừ phân biệt nên đưa ra có. Tất cả Như Lai ưu chánh đẳng giác hiện tại mười phương thế giới chư Phật cũng không phân biệt đoạn trừ phân biệt nên đưa ra có. Này Xá Lợi Tử, do đó mà biết các pháp đều không phân biệt, do không phân biệt nên chân như pháp giới, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ làm định lượng. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt như vậy, thì có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thanh tịnh không phân biệt và có thể luôn làm lợi ích cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành pháp bền chắc hay hành pháp không bền chắc? Thiện Hiện trả lời: Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành pháp bền chắc chứ không hành pháp không bền chắc. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa là pháp không bền chắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là pháp không bền chắc. Trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là pháp không bền chắc. Thánh đế khổ tập diệt đạo là pháp không bền chắc. Bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo là pháp không bền chắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là pháp không bền chắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là pháp không bền chắc. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là pháp không bền chắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vấn địa là pháp không bền chắc. Pháp môn đà la ni, pháp môn tà ma địa là pháp không bền chắc. 5 loại mắt, 6 phép thần thông là pháp không bền chắc. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là pháp không bền chắc. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là pháp không bền chắc. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là pháp không bền chắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là pháp không bền chắc. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp không bền chắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đối với bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, còn không thấy có pháp không bền chắc để đắc, thì làm sao có pháp bền chắc để đắc? Bây giờ có vô lượng thiên tử ở dục giới và sắc giới đều nghĩ như vậy. Thiện nam, thiện nữ vân vân nào phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề theo những ý nghĩa trong bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã nói mà thực hành thì không chứng thật tế, không rơi vào địa vị thành văn độc giác vân vân. Nhờ nhân duyên này, thiện nam thiện nữ vân vân ấy rất là hiếm có, làm việc khó làm, cần phải kính lễ vị ấy. Biết tâm niệm của các thiên tử, Thiện Hiện liền nói: Thiện nam thiện nữ vân vân ấy chẳng chứng thật tế, không rơi vào địa vị thành văn độc giác thì chẳng phải là hiếm có, chưa gọi là khó. Nếu các đại Bồ Tát biết tất cả pháp và các hữu tình đều bất khả đắc nhưng phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mặc áo giáp tinh tấn, thệ độ vô lượng vô số hữu tình, giúp họ nhập vào cảnh giới vô dư niết bàn, thì đại Bồ Tát đó mới là rất hiếm có, làm việc khó làm. Thiên tử nên biết, đại Bồ Tát mặc dù biết hữu tình hoàn toàn vô sở hữu, nhưng phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mặc áo giáp tinh tấn, vì muốn điều phục các hữu tình giống như hữu vi muốn điều phục hư không. Vì sao? Này các thiên tử, vì hư không lìa nên biết tất cả hữu tình cũng lìa, vì hư không là không nên biết tất cả hữu tình cũng không.